tính trung bình trên cái vườn của mình luôn là một cây tầm bao nhiêu trái anh ta? Từ 5-6 trái trở lên không chứ không số không dưới. Dạ, chứ con cây là có để 12 trái, 13 trái rồi. Đúng rồi, có luôn. Dạ. Mấy cây nè. Xin quan chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Nokia cây dừa. Đó thì ngày hôm nay thì Kia đi vào thăm cái vườn mít ruột đỏ sư hoàng ở Đô La Bầu đang cái thời gian ta nuôi trái bà con. Đó, thì vừa rồi cũng áp dụng đúng theo quy trình của Kia. Ha. Đó, thì bây giờ trái nè, quý con thấy trái nè. Nó ra nè. Đó. Ra trái nè, cây này nhiêu trái nè? Cây này 3 trái. Thấy 7 trái đó bà con. Cây này 7 trái. 7 trái. Nè, đây cây anh 8. Đó. Ở cái nếu mà mình tính trung bình trên cái vườn của mình luôn là một cây tầm bao nhiêu trái anh ta? Từ 5-6 trái trở lên không chứ không số không dưới. Dạ, chứ con cây là có để 12 trái, 13 đúng trái rồi. Đúng không? Có luôn. Dạ. Mấy cây nào sung thì để nhiều trái như chốt. Dạ. Còn mấy cây nào yếu thì mình để ít trái. Dạ, lại. Rồi, chính xác đây cho bà con xem luôn nè. đây bà con ơi. Đó, trái đẹp ha bà con ha. Đó, bông ở trên đó kìa. Đó. Vậy xuống nè, xuống cho bà con nè. Thấy nè. Nó trái nè bà con, hết hồn ngon lành cành đào luôn, trái quá dữ luôn bà con ơi. Đó. À, thì anh đang tỉa từ bà con ha. Đó. Luôn trái rất là dữ luôn. Đó, trái nè bà con thấy trái nè. Đó, trái con này nè, quá trời trái luôn. Đó. Nói gì về. Ô về cái dinh dưỡng mình bón sao tám ha. Mình bón một thùng quên hoài đó, matcha băng hả? Matcha băng với mà không mét. À. Còn thuốc xịt thì có ba thứ, tôi xịt có ba thứ à. Dạ. Này, nấm phẩn nào đó ha. Nấm phẩn dưỡng thì cho xịt gieo lưng trái không? Có. Với bóng trái đó. 12-8-20 rồi ha. Dạ với mà thứ à. À, như gieo lưng trái 12-8-20. À, nuôi trái, lớn trái, dưỡng trái. Anh thấy trái nó bóng không? Bóng. Bóng đẹp ha. À, đây. Cái gốc nó nhỏ. Cái gốc nó nhỏ rồi, trái cái này hết hồn trái luôn rồi con ơi. Này. Đó. Trái rất là nhiều luôn. Cây nào cũng 3-4 trái luôn. Như anh nói là ok rồi. 5 trái sẽ lên chứ không cây nào mà dứt. Cây nào cũng 5 trái, từ 5 trái ăn hơn ha anh ha. 5 trái ăn lên rồi mà không có dứt. Đây nè bà con. Chứ là tiền bỏ đó. Gà nè. Mà cây anh nhỏ nghe chứ không có lớn nha bà con. Đó, cũng vừa thôi, nhỏ thôi. Đó. Đó, còn bên đây. Đó bà con thấy nè. Đó. Trái nè. Anh đang tiễn từ từ. Đó, anh đang tiễn từ từ. Đó, gai nó lớn nè, bà con thấy nè, gai nó rất là đẹp luôn nè. Đó, đây nè. Đó, bà con thấy nè. Đó, nó nở bung gai rất là đều luôn. Đó, còn bên đây. Đó, đây nè bà con thấy. Đó. Khá là ok luôn, bông nó vẫn ra luôn, ra truyền hoài luôn đó bà con. Đó, thì cái kỹ thuật mà áp dụng đúng theo cái kỹ thuật của Kia đó bà con ha. Đó, thì cây trái nó ra rất là nhiều, sinh trưởng phát triển rất là đẹp luôn. Đó, đây nữa nè bà con. Ồ, trái cái nè, hết hình dung bà con ơi. Đó, thì về cái chế độ dinh dưỡng đó, cũng như là anh Tám anh mới vừa chia sẻ cho mình đó bà con. Đối với cái Somat Cha Băng cộng với cái Humic Cha Băng, thì cây mà nhiều trái như thế này thì chúng ta sẽ tưới về cái liều lượng là từ 80-100cc. Còn cái 20-20-15 anh mình gãi gốc nhiêu anh Tám hả? 20-15 20-15 gãi gốc chừng 2 nấm hả? 2 nấm ha. 2 nấm cũng một bao thì 2 nấm, còn 2 bao thì nó lên 3 nấm hoặc 4 nấm. 4 nấm lần. Dạ 4 nấm lần. Cũng đâu đó chắc tầm khoảng 200g đổ lại. Chắc cỡ đó ha. 200-300g. Dạ 200-300g đổ lại bà con. Trái nè. Anh tiện anh bỏ dưới 3 trái này nè. Tiện 3 trái mà còn ở trên cây cái này nè bà con. Đó. Trái rất là đẹp luôn. Đó. Trên màn hình thì Kia có để lại hai số điện thoại bà con ha. Quen rất là quen thuộc luôn. Đó, thì bà con quan tâm hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia. Đó, thì Kia cũng sẵn sàng tư vấn chia sẻ cho tất cả quý bà con chúng ta hoàn toàn miễn phí. À, về các khoa học cũng như là các kỹ thuật. Đó, để cho quý bà con áp dụng cho cái vườn cây của mình. Để cho nó đạt hiệu quả. Đây cây này cũng 4 trái nữa bà con ha. Đó, 4 trái luôn. Nó thì đối với cái mít ruột đỏ sư hoàng Đô La Bầu thì nó có lợi thế hơn là mít Thái siêu xóm. Đó, thứ nhất là gì, nó ít xì mũ hơn bà con ha. Đó, thứ hai nữa là
cái dinh dưỡng ta bón so với mít Thái thì hơi nhiều hơn, tại vì ít xì mũ mà chúng ta bón nhiều hơn thì chúng ta có được cái lợi thế là gì? Đó là chúng ta để nhiều trái bà con ha. Đó, quá dữ luôn, cây này 2, 4, 6, 8 trái nè bà con. Đó, bà con thấy nè, 8 trái luôn. Nó cái cây rất là nhỏ chứ không có lớn. Đó. Nhưng mà giờ kêu ảnh cắt thì ảnh cắt từ từ thôi, giờ nó cắt lần một là ảnh giận đó bà con ơi. Đó. Đây, đó bà con thấy nè. Đó. Ồ, cái bọng trên nè, nó ra úp nút luôn nè bà con. Đó. Nút luôn. Rất là đẹp luôn. Đó. Đây, đó, cái trái cái gai nó nở rồi nè. Đó. Cái điều hai cặp trái này thôi khổ chê luôn nè. Đó, cái trái nó kế bên cạnh nó ra nè. Ra quá ra luôn. Đây còn hai cặp trái này nè bà con. Đây, bà con thấy nè, nó khá đẹp luôn ha. Đó, thấy hạn đây đến nè bà con. Đó, quá tuyệt vời, ok bà con ơi. Đó. Đó, trước đi trước là chị Ly. Đó, chị Ly. Đó. Đây nè bà con. Đó. Đó là ok. Đó thì cái dinh dưỡng là 10 ngày mình sẽ bổ sung một lần bà con hen. À, cái 2015 và cái xô mát sa băng cũng như là cái xô mát Israel. Đó thì GA cho tưới xen kẽ lẫn nhau bà con ha. Đây, bà con thấy nè. Đó. Hai cái cuốn nó hai cuốn nè, hai trái nè. Ồ, hai trái rất là đẹp luôn nè. Đó. Nếu mà mít này quý vị con. À, 1 ký kia nói tầm khoảng 100.000 thôi. Đó thì cây này nhiêu? 5 trái. Đó, 5 trái cứ lụm 5 triệu anh Tâm. Phải không? Nếu đồng đúng không? À, cưng trái 100.000, 5 trái lụm 5 triệu rồi con ơi. Trời ơi, đây nữa nè. 100 mà 5 trái là 5 triệu khỏe ghê. Đó. Khỏe ghê ha. Đó, anh nói 5 triệu khỏe ghê, còn cái cây này là bà con thấy trái rồi nè. Đó. Trái nè. Khó thòng chưa? Đó thì cái dinh dưỡng là anh bón rất là nguyên tắc luôn, rất đầy đủ đi. Đây. Cái 20-15 nè, mới gãy nè. Đó, 20-15 nè quý bà con. Đây. Đó. Đó, 20-15. Quả cầu lửa luôn bà con ha. Đó. Đó. Thì anh gãy gốc là 200g đó bà con. 200g. Đó, thì quý con thấy trái nè. Đó, dành tưới cái xô mát cho băng nữa. Cái xô anh chắc còn cái gì đó, anh không có bỏ cái xô ở đây. Đó, mang về nhà luôn rồi. Đây... còn đây nữa nè, 2, 4, 6 còn 6 trái, cái này còn 6 trái nè bà con, thấy đẹp không? Đó, khá ok luôn nè. Trái quá trời. Quá tuyệt vời. Đó. Quá ok. Đó, nó còn bên đó đó kìa bà con. Đó, bên đó trái kìa. Đó, bà con thấy ha. Đó. Đó. Trái khá là dữ luôn. Đó. Thì anh bình quân là ăn cây từ 5 tới 6 trái đó bà con ơi. Đó thì Kia cảm ơn tất cả quý con ha. Ta dỗ cái video này của Kia. Quý con thấy video hay nhớ đăng ký kênh. Đó, like, subscribe bà con ha. Đó, để tạo động lực cho Kia tiếp tục sản xuất ra nhiều video hay hơn nữa, hữu ích hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý con trong khoảng thời gian sắp tới quý con nha. Quang Kia xin hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18:03 hàng ngày.